Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chế độ ăn luôn là vấn đề quan trọng trong việc điều trị tiểu đường bởi nó có mục đích là duy trì sức khỏe cho người bệnh, ổn định đường huyết cũng như là việc đảm bảo dinh dưỡng, cung cấp đủ số lượng và chất lượng cho người bệnh. Bên cạnh đó thì chế độ ăn dành cho người mắc bệnh tiểu đường cũng là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay. Vậy đối với người mắc bệnh tiểu đường thì cần có chế độ ăn như thế nào? Thì mời quý vị cùng theo dõi clip dưới đây. Những nguyên tắc dinh dưỡng dành cho người bệnh tiểu đường. Cung cấp đủ nước cho cơ thể mỗi ngày, nên ăn điều độ, đúng giờ, không để đói quá hay no quá, sẽ rất khó để kiểm soát đường huyết. Nên chia nhỏ bữa ăn ít nhất 4 bữa, nên ăn bữa phụ buổi tối để tránh hạ đường huyết ban đêm. Không nên quá kiêng khem mà cần bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng như chất đạm, béo, bột đường, vitamin, muối khoáng và chất xơ. Mỗi loại thực phẩm chứa một số chất dinh dưỡng khác nhau và không có một thực phẩm nào chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho nhu cầu của con người. Do đó, không thể ăn một loại thực phẩm duy nhất mà cần phải phối hợp nhiều loại thực phẩm với nhau. Nguyên tắc dinh dưỡng cho người bệnh tiểu đường 1. Nhóm ngũ cốc, khoai củ và các loại đường bột. Thực phẩm nhóm này chủ yếu cung cấp năng lượng, giàu các chất đường bột, không có hoặc rất ít vitamin C, A và D cùng với chất béo. Nên ăn vừa đủ gạo tẻ, gạo nếp, gạo lứt, khoai lang theo nhu cầu năng lượng của cơ thể. Hạn chế khoai tây, miến rong, bánh mì, bánh ngọt vì dễ làm tăng đường huyết. Nguyên tắc dinh dưỡng cho người bệnh tiểu đường type 2. Nhóm sữa, thịt, cá, trứng, đậu đỗ khô và các chế phẩm của chúng. Nhóm này cung cấp chất đạm protein, phốt pho, sắt và vitamin. Với trường hợp thừa cân, béo phì, cần chọn thịt nạc, không ăn thịt có mỡ. Thịt gà cần bỏ ra, tăng cường ăn các loại đạm thực vật từ các loại đậu như đậu phụ, sữa đậu nành không đường. Nguyên tắc dinh dưỡng cho người bệnh tiểu đường type 3. Nhóm dầu mỡ, các loại hạt có dầu. Giúp cung cấp chất béo cho năng lượng cao, tăng hấp thu vitamin tan trong dầu. Người bệnh tiểu đường nên tăng cường ăn dầu thực vật như dầu đậu nành, vừng, dầu ô liu vì dầu chứa nhiều axit béo không no cần thiết cho cơ thể. Hạn chế dùng mỡ, bơ, ốc, lòng, phủ tạng động vật hay đồ hộp. Nguyên tắc dinh dưỡng cho người bệnh tiểu đường type 4. Nhóm rau, quả để cung cấp chất xơ, vitamin, axit amin và chất khoáng. Người bệnh cần ăn rau, quả chín, nên ăn nhiều món rau trộn salad, luộc hay kết hợp với ngũ cốc. Bên cạnh những loại rau quả quen thuộc hàng ngày như rau muống, rau ngót, mồng tơi, bí xanh, thì khổ qua, tảo spirulina cũng được nhiều người bệnh tiểu đường thường xuyên sử dụng. Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng hàng ngày hợp lý, người bệnh cần chú ý chế độ luyện tập, dùng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ hoặc cần bổ sung thêm các sản phẩm từ thảo dược, giúp ổn định và kiểm soát đường huyết. Ngoài ra, vào bữa sáng nên ăn sáng sớm trước 12 giờ. Thực đơn bữa sáng dùng hoàn toàn hoa quả ít ngọt, ít nhất là 4 loại. Lượng hoa quả ăn vào ít nhất bằng trọng lượng cơ thể nhân với 10g. Ưu tiên các thức ăn kháng viêm như nhà đàm, húng xoăn, gừng. Nhai một cành lá húng cùng miếng gừng kích cỡ bằng đốt tay nhỏ, phải nhai chậm rãi để tập thể dục cho cơ hàm và giữ trong miệng 5 phút. Nước của húng và gừng đi vào ruột non đóng vai trò như một tác nhân gửi truyền tín hiệu kích thích, chuẩn bị cho tuyến tụy sản xuất insulin. Húng, gừng hay nhà đàm là những chất kháng viêm rất tốt cho người bị bệnh tiểu đường. Người có đường huyết cao cần bổ sung một đĩa rau củ quả sống từ 100 cho đến 150g và giảm lượng trái cây, bổ sung một trái dừa xiêm. Nước dừa tươi là một trong những loại nước khoáng tự nhiên giúp bổ sung các khoáng chất cần thiết cho người bệnh nhân tiểu đường, đặc biệt là những người đang dùng thuốc. Buổi trưa và tối ăn rau lá, củ quả, ít nhất bằng trọng lượng cơ thể nhân 5g, bổ sung các loại đậu nành mầm hoặc hấp chín. Mỗi bữa ăn nửa bát nhỏ, hạn chế hoặc không ăn các đồ ăn nấu quá chín hay động vật. Ăn thêm các bữa phụ vào lúc 9h30 và 15 giờ. Bữa phụ gồm những loại hạt như hạnh nhân, óc chó và một trái dừa tươi. Sinh tố rau củ quả. Các thực phẩm trong thực đơn đều hữu ích cho bệnh nhân tiểu đường vì lượng đường của họ lúc nào cũng cao hơn người bình thường,
nên lớp nội mạc bên trong của mạch máu bị viêm và dính lại với nhau hoặc bị tắc, dẫn đến nguy cơ nhồi máu cơ tim hay đột quỵ não. Thực đơn trên có thể giúp sản xuất nitric oxit, cải thiện tình trạng của lớp nội mạc bên trong, do đó sẽ làm thông tắc nghẽn và các bệnh lý khác có liên quan. Cần chú ý tránh nấu quá chín, tốc độ ăn chậm, nhai kỹ, ăn uống đúng giờ. Vâng, với những chế độ ăn cũng như là những thông tin mà chúng tôi vừa đưa ra trên đây thì hy vọng rằng quý vị có thể áp dụng vào cho những người mắc bệnh tiểu đường. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích về chế độ ăn dành cho người tiểu đường. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại!